Quest and Quest là tập đoàn hàng đầu và duy nhất trên thế giới sở hữu công nghệ xử lý nước thải độc quyền về Electromechanical Technology, đem đến giải pháp xử lý nước thải triệt để và toàn diện. Được thành lập từ năm 1983, S-Quest & Quest có trụ sở chính tại Canada và đã đầu tư 319 nhà máy khắp nơi trên thế giới như Canada, Đức, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu. Từ năm 2003 đến nay, công ty đã mở rộng đầu tư sang các nước tại châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Nga, nâng mức tổng kinh phí đầu tư lên hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Năm 2017, tập đoàn S-Quest & Quest đã đầu tư 100% vốn vào Việt Nam với tên gọi VNKen Water Việt Nam và có tổng vốn đầu tư lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Mục tiêu của chúng tôi là đầu tư vào các sản phẩm dịch vụ sau: đầu tư 100% vốn vào nhà máy xử lý nước thải công nghiệp, đầu tư 100% thiết kế, máy móc, thiết bị, linh kiện, kỹ thuật và toàn hệ thống xử lý nước thải, đầu tư sản xuất và cung cấp các giải pháp xử lý nước thải toàn diện, hoàn chỉnh. Good day. I'm Sandy McDonald, Chairman of the VNKen Group, founder of Acreage Technologies and Quest. We are a water technology group that specializes in providing ultra-pure discharge waters that can be safely and compliantly put back into the environment or recycled within your own industry. We systematically remove all solids, whether suspended or dissolved. We destroy all of the chemicals. We destroy all of the bacteria, all of the fungus, and all of the parasites. We look forward to working with industry in Vietnam and employing this great world-class technology. Thank you. Thế mạnh về tài chính. VNKen Water Việt Nam có thể đầu tư 100% vốn về tài chính để hình thành các dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải với quỹ đầu tư từ 3 đến 5 tỷ USD. Thế mạnh về công nghệ. Tập đoàn là chủ sở hữu công nghệ xử lý nước thải với bản quyền sở hữu các thiết bị linh kiện, máy móc, thiết bị để xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoàn chỉnh. Trách nhiệm đầu tư 100% tài chính và công nghệ để đối tác yên tâm về hoạt động, vận hành và bảo hành từ hệ thống nhà máy. Chúng tôi sử dụng 9 công nghệ khác nhau để phá hủy tất cả hóa chất, ký sinh trùng, coliform, vi khuẩn, virus, trích xuất các kim loại nặng đến 99%, giảm BOD và COD xuống còn ít hơn 3% so với ban đầu và cũng có thể giảm đến 0%. Không sử dụng hóa chất để xử lý, với công nghệ hiện đại, chúng tôi đang áp dụng hầu như không có hóa chất ô nhiễm nào được đổ ra sông và biển. VNKen Water for decades has been working on developing the perfect technology for wastewater treatment for our clients around the world. Our wastewater treatment solution is based on electromechanical treatment technologies without using any chemicals. We deliver the best technological solution along with full investment and management for our clients with guaranteed outcome. We continuously work hard to make our solution more better, more affordable and hassle-free for our clients. Thừa hưởng những nguồn lực từ tập đoàn Aquest and Quest, VNKen Water Việt Nam ra đời sở hữu nhiều lợi thế cũng như sự khác biệt để đáp ứng đa dạng mọi yêu cầu. Thay vì bạn đầu tư hàng triệu USD vào việc mua và vận hành các nhà máy xử lý nước thải, chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng, vận hành và quản lý nhà máy xử lý nước thải cho bạn. Việc thu gom tất cả nước thải mà không cần phân loại A hay B sẽ tiết kiệm một khoản rất lớn cho các nhà máy trong khu công nghiệp. VNKen Water Việt Nam xử lý hoàn toàn lượng rác thải có hòa lẫn trong nước, chất thải rắn kim loại cũng như toàn bộ lượng bùn thải ra mà khách hàng không cần ký hợp đồng với bên thứ ba. Điều này cũng giúp khách hàng tiết kiệm nhiều chi phí. VNKen Water Việt Nam sẽ cung cấp lại một lượng than nhiệt tương ứng sử dụng làm chất đốt công nghiệp, giúp gia tăng lợi nhuận cho nhà máy. VNKen Water Việt Nam sẽ cung cấp một lượng nước sạch trong quá trình xử lý để sử dụng trong sinh hoạt và tái sử dụng sản xuất, làm giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp. Hiện nay, tại VNKen Water Việt Nam, mỗi một hợp đồng đầu tư tối thiểu từ 10 đến 50 năm và từ 500 mét khối trên ngày trên một nhà máy trở lên. Chi phí phải trả sẽ được tính thêm trên mỗi đơn vị mét khối nước. Điều đặc biệt là số lượng nước càng nhiều thì phí càng giảm, giúp tối ưu chi phí cho khách hàng. Khách hàng không phải trả thêm một đồng chi phí vận hành, bảo trì, tiền điện, tiền nhân công và quản lý. VNKen Water Việt Nam vận hành toàn diện, giúp đối tác yên tâm sản xuất. Đặc biệt, hệ thống nhà máy và máy móc hiện đại tối ưu
không chiếm diện tích đất rộng lớn như các nhà máy xử lý nước thải hiện nay. Thay vì các bạn phải đầu tư hàng triệu đô la vào dự án xử lý nước thải, VNKen Water Việt Nam sẽ xây dựng và đầu tư cho bạn một giải pháp xử lý nước thải hoàn chỉnh và hàng tháng các bạn chỉ trả một chi phí rất thấp. VNKen Water Việt Nam luôn coi trọng yếu tố con người. Mỗi cá nhân là một mắt xích quan trọng tạo nên sự thành công và phát triển không ngừng của mỗi công ty. Chúng tôi luôn chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo vừa có tâm vừa có tầm, giàu kinh nghiệm, góp phần tạo nên một VNKen Water Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp và lớn mạnh. Kiên định với tầm nhìn và sứ mệnh của tập đoàn đã được hình thành và khẳng định trong suốt hơn 35 năm qua, VNKen Water Việt Nam tiếp nối những nguồn lực lớn mạnh và bền vững đó với những định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo, kết tinh từ sự trung thực, chuyên nghiệp, hợp tác và trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng và doanh nghiệp thông qua những giải pháp về sản phẩm, dịch vụ có chất lượng vượt trội. VNKen Water Việt Nam, giải pháp hoàn hảo.